Huấn luyện viên Troussier, 80% người hâm mộ Việt Nam mong tôi bị sa thải. Nhà cầm quân người Pháp và các học trò sẽ thi đấu hai trận quan trọng với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Đây là những trận đấu có tính chất bản lề, có thể quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu giành quyền đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, huấn luyện viên Philippe Troussier chia sẻ: "Tôi nghĩ ở Việt Nam có nhiều người hâm mộ, có lẽ rơi vào khoảng 80% trông chờ kết quả và nghĩ khi nào VFF sẽ sa thải tôi. Họ mong chờ khi nào tôi sẽ là người bị thay thế. Nhiều người ngồi ở đây cũng nghĩ như thế." Ngoài ra, huấn luyện viên Troussier đã đáp trả những chỉ trích: "Nhiều người nghĩ cách làm của tôi không phù hợp, thậm chí có người nghĩ tôi phá hoại bóng đá Việt Nam. Đó là điều tôi có thể quan sát được. Công chúng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hiểu hoàn cảnh tôi hiện tại, nhưng mọi huấn luyện viên đội tuyển trên thế giới phải chịu. Tôi luôn tập trung với những gì có thể làm cho đội tuyển Việt Nam." Theo đó, huấn luyện viên Troussier cũng có nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không có kết quả tốt ở hai trận đấu sắp tới. Ông gặp không ít áp lực sau chuỗi trận thua liên tiếp, đặc biệt là thất bại ở Asian Cup 2023. Nhà cầm quân người Pháp ý thức được rằng làn sóng phản đối ông đang rất lớn.